mình đi. Hello. Hello. Xin chào, xin chào. Ngày hôm nay em đang đứng ở đây để chuẩn bị biểu diễn cho buổi trao giải. Ủa, hôm nay là em đi trao giải hay là em anh tham dự buổi trao giải và biểu diễn của bài hát trong Mela World hôm nay. Rất là nôn nóng. Đẹp quá. Em đừng ghen nhé, tại vì người yêu anh đẹp trai quá nhỉ. Em nói nha. Hả? Có nói gì thì dặn em nói nha. Ừ. Sao hai đứa quen nhau được bao nhiêu lâu rồi? Cũng lâu lâu rồi. Ngày hôm nay là công khai luôn hả? À. Công khai với bí mật. Cũng chắc được 2 tháng. Hy vọng là sẽ 2 năm. 2 năm thôi hả? Hy vọng. Hy vọng 2 năm sẽ là cưới đúng không? Yeah, sau 2 năm lại cưới đúng không? Em có thể giới thiệu một chút về em được không? Xin chào, em tên là Quân Ly, em đến từ Hà Nội. Người yêu của anh. Nhưng mà công việc của em là gì? Công việc của em là diễn viên. Diễn viên hả? Nhưng bọn em quen nhau như thế nào? Kể ra thì cũng khá là đặc biệt bởi vì bọn em quen nhau ở trên game show mà tên Hành Lý Tình Yêu của VTV3. Ồ, Hành Lý Tình Yêu hả? Hóa hốt nhau ở Hành Lý Tình Yêu đấy hả? Dạ vâng, và tìm hiểu thật. Ôi, nhưng mà cái tập đấy phát sóng chưa? Dạ, tập đấy đã phát sóng rồi, tập 5 ạ. Thế hả? Tại vì anh không lâu lắm rồi, anh không coi game show nên không biết luôn. Nếu mà anh chưa xem thì bọn em có thể gửi link YouTube cho anh. Đã có clip ở trên YouTube. Facebook của anh là Phạm Minh Trung. Thế anh có follow anh Trung. Đúng, chung rất hot nha mọi người. Hot không? Hot không? Coi chừng là anh chung cho follow đó. Nhưng mà sau 2 tháng tìm hiểu với nhau á, thì thấy tình cảm mình đã đến mức độ nào rồi? Tình cảm thì bọn em chưa biết nói thế nào, chưa biết nói phải nói thế nào. Nhưng mà ít nhất là bọn em khá là cùng giống nhau. Cùng à? Cùng giống nhau, cùng trong mọi lĩnh vực luôn. Đặc biệt là vì cả Oanh và em đều hoạt động trong nghệ thuật. Nên là kiểu bọn em, nếu mà để nói bây giờ thì bọn em đang rất là yêu cái khung của nhau. Nếu mà đến nào, em ít tuổi hơn hay là Quân ít tuổi hơn? Quân nhỏ hơn em 2 tuổi. À, hóa ra là phi công đấy. Em bằng lái cao cấp của này. Bằng lái. Dạ, kia chụp đi. Bây giờ em vào hẳn luôn trong này hả? Hiện tại thì chưa. Em vẫn ra vào. Nhưng mà sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất để mới vào hẳn trong này. Hy vọng là sẽ gặp hai đứa. Hy vọng là sẽ gặp hai đứa thường xuyên. Và chúc mừng hai đứa, chúc hai đứa hạnh phúc. Cảm ơn.
Hai đứa chụp với nhau đi, chung với nhau đi. Gần vô chút chứ, gần vô mấy góc. Hai đứa chụp với nhau đi, chung với nhau đi. Gần vô chút chứ, gần vô mấy góc. Ahem.